Em chào các bác. Hôm nay em lên mấy chậu phú thọ ở vườn nhà em. Mấy chậu phú thọ này em lấy vào mùa đông. Thời điểm giá cả nó khá là rẻ. Năm ngoái em thường có cái thói quen là mua những cái chậu lan vào mùa đông. Thời điểm này rất là dễ mua. Mọi người gần Tết ai cũng cần tiền và để trang trải những cái công việc Tết hoặc là liên quan đến vấn đề lợn lần hay là thu hồi. Thường thường người ta hay dành những cái cuối năm để biết được kết quả kiếm tiền là được bao nhiêu. Còn con người em thì đặc biệt là cuối năm sẽ không bao giờ để tiền ở trong nhà và sẽ có bao nhiêu sẽ bỏ ra đi ôm hết cây. Đợi khi mà xuân sang ấm áp, cây cối phát triển thì bắt đầu em bán ra thì tầm khoảng hết tháng riêng âm lịch, đầu tháng 2 âm lịch mới là Tết của em các bác. Đấy, thế là cách của em mua bán nó rất là nó phải đi ngược lại vì bản thân em nó thế rồi. Có nhiều tiền thì sẽ đi đúng hướng, sẽ đi đúng quy trình, nhưng mà ít tiền thì phải lệch đi thôi. Em lên mấy chậu phú thọ này. Chậu này 19 phân này. Đấy, 19 phân 13 triệu này. Đấy, chậu này là chậu của hội trưởng hội hoa lan đột biến Bắc Cạn. Các bác mua lan đột biến có thể muốn mua những cái nhà vườn uy tín hay như nào thì em có thể giới thiệu cho. Em có rất nhiều bạn bè anh em toàn là những cây nở đây, những cây như này tất cả đều là hoa tại vườn hết. Ở ngay Bắc Cạn em thôi. Hội hoa lan Bắc Cạn em cũng khá là mạnh. Và cũng đón tiếp khá là nhiều những nhân vật lớn ở tầm cỡ trong ngành lan đột biến. Và ở Bắc Cạn em thì thường là không ai có cái góc phốt hay gì nhau đâu. Bởi vì chủ yếu ở trên này là người dân tộc Tày. Bản chất thì vốn đã tốt rồi. Không, gần như là không có một sự lừa đảo nào. Đây các bác, hôm nay em lên chậu này em bán với giá 13 triệu. Hoặc các bác chơi lan thì nhà các bác cũng có lan. Thì nếu mà các bác chưa có phú thọ, em thì có nhiều phú thọ thì em có thể đổi lấy sang kiếm. Ví dụ em có thể đổi lấy Huế Sần này, hoặc Chí Sần này, hoặc là Vị Hoàng đấy. Tùy theo giá trị tương ứng mà có thể trao đổi. Nếu mà cần thiết em có thể chở xuống tận nơi với các bác, xong trao đổi cây với các bác. Đấy, cái này thì có thể đổi lấy chậu Vị Hoàng hoặc là Phan Chí Sần hoặc là Huế Sần. Đấy là ba cái thứ em muốn đổi. Hoặc là các bác có thể có lô hội như là Trắng Điện Biên này, Trắng Cánh Bầu Thái Nguyên này, Vàng Tây Linh này, Vị Hoàng này, Huế Sần, Chí Sần em đều có thể đổi được hết. Đấy, còn cây này 14 triệu cũng đổi, cây này là 21 phân. Cây này đang ra mầm. Cây này thì chưa ra. Đấy, cây này thì chưa ra. Đấy, cây này chưa ra, em đang đấy, chưa ra nhưng mà đã có ốc rồi. Bắt đầu ra là ốc sẽ xuất hiện. Đây các bác, đây là con ốc này. Các bác tưởng tượng là con ốc thế nào, nhưng con ốc nó chỉ bé thế này thôi. Đấy, buổi tối phải ra bắt để cho nó tránh cái tình trạng nó ăn cây. Đấy, cây này với giá là 13 triệu, còn cây này là với giá 14 triệu. Đấy, cây này mầm gốc nó cao thì ốc nó không ăn đâu. Đấy, các bác có thể đổi với em nhé. Em có thể chở tận nhà và trao đổi. Cây này thì là 26 phân này đây. Cây này còn hai mầm gốc nữa chưa nhú ra này. Đấy, cây này thường có nó sẽ nhú khi cây này phát triển này. Đấy, cây này 26 phân. Đấy, cái này 17 triệu này. Đấy, em có thể trao đổi bán hoặc trao đổi các bác nhé. Các bác có gì đổi với em cũng được. Hoặc các bác có kiếm hay có lan gì em mua lại. Để sự trao đổi lan này nó rất là hay thì các bác sẽ có nhiều đồ chơi và với cái chi phí thấp hơn. Còn đây là kiếm đài lưỡi cam, kiếm đài số 1. Kiếm đài này em bán 700 một thân. Kiếm đài có một cái phong cách là thân thẳng, lá bé nhưng hoa cánh bầu. Rất là thú vị về sự tương phản của cây. Bên trong này chậu Huế này đang nở này. Đấy, chậu xanh Huế đang nở này. Cái này là đang lớn lên thì bị sên nó ăn mất mầm các bạn. Cái sên nó chỉ ăn mầm hoa chứ nó không ăn ấy. Cái này nó bị hai cái vòi này nó bao lại, thì nếu mà muốn đấy nó phải gỡ ra. Bông hoa nó sẽ không được đẹp và không đúng khuôn bông. Nhưng bản lá của Huế nó có cái trạng thái úp xìa này. Đấy. Đấy. Và những cái kẻ sọc mờ đây này là những điểm nổi bật của cây xanh Huế. Tuy nhiên cây này sần. Cây này sần các bác nhá. Hôm qua là nhìn thân nó láng thì em không dám bán ra ngoài thị trường. Bán ra thị trường nó rất là căng thẳng. Bản thân em thì sẽ không bao giờ bán. Còn đây là Vị Hoàng Sần. Đây, Vị Hoàng Sần này 1 triệu này. 3 thân to đùng luôn. Đấy, to khủng khiếp luôn. Cây này là siêu to khổng lồ luôn các bác.
Đây là vị hoàng sần, cái này là 1 triệu, bản lá của nó khoảng 4 phân. 1 triệu. Còn đây là lan kiếm semi lưỡi đỏ. Cái này em bán với giá là 600 một thân. Còn semi dêm em bán 500. Đây còn semi lưỡi đỏ này thì cũng 600. Đây em còn một chậu kiếm vàng tây linh này, 2 thân này, nhưng mà nó héo héo. Cái này là em trồng vào mùa đông nó bị mất nước nên bây giờ nó chưa hồi được các bạn. Trong mùa đông nếu mà mình mà thiếu nước nó sẽ bị như này các bác này. Đúng là một thảm họa luôn, coi như này, đấy. Mất diệp lục luôn. Đây. Bây giờ em phải nuôi đến đời sau mới dám bán ra. Đấy, rất là nguy hiểm. Nhìn sợ lắm. Đây còn một chậu vị hoàng này, 20 triệu này. Chậu này 3 thân làm giống. Đấy, còn đây có một thân giống là 10 triệu này. Đấy. 2 thân giống là 10 triệu. Đấy, có chậu này 20 triệu này. Các bác xem sưu tầm, hai chậu này 20 triệu là đẹp nhất này. 2 thân một măng to. Đây là phân cá hồi La Uy này. Đấy, bón vào tốt các bác. Cái này không phải em bón đâu, cái này là chủ cây bón, em lấy về. Phan Chí Sần thì em chỉ còn có chậu này 8 triệu. Không, các bác có thể lấy một thân một mầm này, nhưng mà cái này tụt lõ rồi, cái này 4 triệu thôi, bởi vì nó tụt lõ này. 4 triệu thôi, em trồng thân này. Còn thân này 10 triệu, thân này thì được tách ra từ cây chí láng. Chính vì vậy mà giá nó đắt các bạn. Đây. Tách ra từ cây chí láng nhưng con lại sần. Hôm nọ em có bán 3 cái thân chí láng gần như láng luôn. Còn đây là một cây trắng cánh bầu Thái Nguyên già, em bán 1,2 triệu này. Đấy, trắng cánh bầu Thái Nguyên già 1,2 triệu. Đây còn chậu vị hoàng. Vị hoàng tàu này mùa xuân thì phát triển nhanh lắm, nhanh thành thân lắm. Đấy. Con chậu này, còn bác nào sưu tầm là 8 triệu đây. Chậu này 2 thân, vị hoàng giống. Đấy, 2 thân. Cái này nó bị cháy do sương muối. Đấy, cháy sương muối, đây em có một chậu bị cháy sương muối này. Nó đen xì luôn quá. Ở mùa đông của chúng em nó nhiệt độ có thời điểm nó lên đến 2 độ. 1 đến 2 độ C các bác biết đấy. 1 đến 2 độ C thì cây kiếm nó không chịu nổi. Nó bị cháy dần. Đấy, còn đây điện lan Trần Mộng em vẫn bán là 9.000 cân bao ship. Bên kia là xích ngọc trắng này, 300 một chậu. Bao ship. À, địa lan Mạc Xuân xong rồi, đây các loại chậu nhà em nhé. Đấy, chậu E30 này 8.000 này, chậu trồng địa lan kiếm này. E28 là 6.500 này. Các loại chậu đen phi 16 này. Phi 18, phi 21, 23. Giả gỗ có lan phụ và không có lan phụ đây. Em có hết luôn nhé. Đấy. Đây chậu bí nhãn mới về này, mẫu mới này. Mẫu đẹp lắm. Nhiều lan hơn. À, chậu bí thì phi 20 là 45, phi 25 là 50, phi 30 là 60. Phi 35 là 75. Đây Mạc Xuân em mới về đây. Đấy, toàn bộ Mạc Xuân em mới về để chỗ này để chuẩn bị trồng cho nó kín hết, xanh hết cái góc kia. Đấy, địa lan Mạc Xuân. Một cây mà lần đầu tiên trong đời em buôn lan là buôn cây này. Đến tận bây giờ cũng gần 10 năm rồi. Mạc Xuân nó lở vào Tết, đấy là cái giá trị mà nó mang lại. Chính là nó lở vào Tết. Đây là thảm. Thảm này là em bán là 121 m, khổ nó 2 m. Còn đây là màng nhà kính khổ 4,2 m là giá 70.000 bao ship. Ở khổ 6 m là 100.000 bao ship. Đây là phân xanh Mỹ này. 160 này. Phân chì 13 11 là 130. 14 13 13 là 120. Phân rơi hữu cơ. Phân rơi hữu cơ là 60.000. Phân chuồn quế V-Mix này. V-Mix Max này là 35.000 một túi. Còn phân chuồn quế 1 cân là 50.000 một túi 1 cân. Phân cá hồi. Đấy, phân cá hồi là 30.000 một cân. Đấy, 30.000 một cân cá hồi róc này. Cá hồi La Uy. B1 thái lọ 1 lít đây. Đấy, đây này bạn. 140 một lọ. Còn đây là băng dính chậu này 4.000 một cuộn này. Băng dính ở lót chậu. Lưới thì em có lưới đài khổ 2 m là 30.000, 3 m là 45, 4 m là 55, 5 m là 70, 6 m là 80. Đấy, tất cả các khổ lưới dài nó năm nay nó có đủ hết. À, lưới nhật màu ghi này là 160 và lưới nhật màu đen cũng 160. Đây phân chuồn quế về mít này các bác này, cả bao luôn. Các bác nào lấy cả bao của em nhé, giá nó sẽ hấp dẫn hơn. Giờ cả các bác.